Nãy thầy chỉ các bạn đó, và mấy bạn kia khách hàng vô rồi tới đây nữa. Thầy cháu chúc em là phóng to lên luôn. Ở đây để lối này đưa đi mọi người nhé. Đây, đúng rồi kia. Một ảnh to rõ luôn này. Đây, có người nãy mới có. Rõ luôn. Đứng đây bây giờ chén đi ngày ra mày dắt em vô đây. Đứng đây cho mát, mình có thể chuyển sang bên đây. Trời đã rông mát chư thiên đàng, đón chào bạn trẻ chúng ta dân mạng có tục đó. Và xin toàn thể hội chúng dâng một tràng pháo tay thắp lớn trong đi của mình làm tràng. Chúng ta vỗ lên các vị ơi. Cho học sinh ngồi ngay đó, ngồi ngay dưới đất á, ngay thẳng cỏ xong cho sư. Học sinh ngồi, ngồi tại chỗ, ngồi xuống theo hàng đó. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa ni sư trụ trì, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đức Thích Ca, đấng cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến mê lầm. Ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca trong câu ca lan xa xa chan hòa thiên tha. Đại gia đình cùng vỗ tay theo được anh. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
người thân ba con trong tim ba bóng hình Phật ba. Từ hôm nay anh em ba thấy là con thích ba, cùng chung tay anh em ba thấy cuộc sống lộ qua. Từ hôm nay anh em ba thấy là con thích ba, vượt phong ba con trong tim ba bóng hình Phật ba. Chúng ta xin cảm ơn đoàn múa và có trục trặc về kỹ thuật, nhưng mà ân thiên vĩ và các bạn vẫn hoàn thành tiết mục. Kính mừng Phật đản sanh một cách rất là hoàn hảo. Chúng ta giơ một tràng pháo tay cảm ơn các em. Các vị cảm ơn đạt mấy cái dây long thăm đó nha. Chúng ta chỗ nào khu vực âm thanh xin chú ý dùng cho các vị đi. Rồi chúng ta tìm những chỗ mà nó mát á, mình lui vô nha. Đã tự bảo vệ nha. Đi lên trên lầu trụ cống thứ nha. Sư không mắc ngồi ngoài nắng đâu, lui vô. Tham dự chương trình là đại diện tham dự ảnh chúng ta ngày hôm nay. Tham dự khi mà ban tổ chức được đón tiếp xin đưa những vũ khí lãnh đạo và đón tiếp từ địa phương. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa, Tân An. Bà Nguyễn Thị Vân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, ông Phạm Minh Hiếu. Giới thiệu ông Trịnh Đình Hậu là cán bộ tôn giáo. Giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tùng, công chức văn hóa xã hội của phường Tân Hòa. Cảm ơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo phường đã có thời gian đến đây cùng với các Phật tử, cùng với ni sư cũng như là các sư của chúng ta quan hôm nay chúng ta đón mừng ngày lễ thánh này. Đây này, đã qua này. Ni sư cô và các bạn chúng, tháng tư hoa cỏ vạn người, cung vua tịnh phạn đón từ Phật đản sanh, ngự hồng tiên thánh. Trời rồng sẽ không nhiễm nổi, không rời bước hoa, 3.000 thế giới tham gia, con quay về thăm cảm ơn nhiều. Tài tâm. Chùa Thiên Quang nè.